Xin giới thiệu các em, đây là môn cờ cá ngựa nha. Cờ cá ngựa này là loại cao cấp, vui nhộn, hấp dẫn, sôi nổi. Đây, thì bộ này có giá là 28.000 nha các em. Rồi hôm nay anh sẽ mở ra cho em xem trong đây có những gì. Thì trong đây có các quân cờ ngựa và nó sẽ kêu nè. Đó, nó sẽ kêu vậy. Nó có bốn màu nha: vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương. Vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương. Rồi đủ bốn màu. Rồi trong đây thì người ta có tặng cho mình hai cục xí ngầu anh em để chúng ta lắc. Và ngoài ra thì chúng ta có một cái bàn cờ cá ngựa nha. Bàn cờ cá ngựa rất là rộng nha các em. Đó, các em chơi bộ này chỉ có 28.000 mà cờ cá ngựa đây, em thấy không? Đây, xanh, đỏ, chuồng, lên. Đó, đi hết một vòng rồi bắt đầu là lên. Lên, bước lên, rất là vui. Đây là một trò chơi. Đây, nếu bạn nào chưa biết luật chơi thì các bạn có thể là lên Google tham khảo thêm nha. Rồi, xin chào và xin hẹn lại các em. Bye bye.